Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang được chào đón hai đoàn khách hàng. Một đoàn khách hàng đã chốt được những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Chiếc đài đang cho vào túi ni lông kia là chiếc đài Latina RS457. Và chiếc đài tiếp theo khách hàng đã lựa chọn. Đúng rồi ạ, em ghi mã số rồi. Em ghi lại đây được rồi. Vâng, bác khách hàng có địa chỉ tại Yên Dũng, Bắc Giang đã về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn một đoàn khách hàng này thì đã chốt hai chiếc. Và một chiếc này là của hãng Sanier. Chiếc này thì có màu bộ đội. Model của chiếc đài này là RP6000. Đây chị ơi, quấn luôn cái này vào. Không vậy, cửa hàng cũng làm clip thông báo lên kênh như vậy để thông báo một cái thôi. Thông báo trên kênh cho khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh biết những sản phẩm gì đã có chủ trong các ngày và những modem gì đã có chủ trong ngày hôm nay. Vậy những vị khách hàng đang yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Bắc Giang, giao hàng toàn quốc. Cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây để đang được chào đón đoàn khách hàng nữa có mặt trực tiếp tại đây. Không biết là các bác đang thẩm âm sản phẩm gì. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.